Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6, cùng với đông đảo thí sinh cả nước, 1.463 thí sinh tại điểm thi huyện Đắc Minh đã trải qua ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng đẹp, buổi sáng các thí sinh thi môn ngữ văn, hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn toán bằng hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, toàn huyện Đắc Minh có 1.463 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 45 thí sinh so với năm 2023. Có 3 điểm thi là trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, Trung học phổ thông Đắc Minh và Trung học phổ thông Quang Trung với 62 phòng thi. Theo đó, môn ngữ văn là môn thi đầu tiên và được thi với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút, 7 giờ 30 phút phát đề cho thí sinh và 7 giờ 35 phút bắt đầu tính giờ làm bài thi. Buổi chiều các em thi môn toán với thời gian 90 phút, bắt đầu từ 14 giờ 30 phút. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 6, các thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính thông tin sai sót. Qua đó, các em đã được cán bộ coi thi động viên, nhắc nhở giúp các em ổn định tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng. Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, nhiều phụ huynh đã đưa con, em của mình đến điểm thi từ rất sớm. Công tác tổ chức thi và bảo vệ hỗ trợ kỳ thi diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đúng với phương án đề ra của ngành giáo dục và sự chỉ đạo của các cấp chính quyền. Đồng thời, phía ngoài cổng trường và hành lang của điểm thi, tình hình an ninh trật tự cũng đã được đảm bảo nghiêm túc, không có trường hợp phụ huynh và người nhà thí sinh tụ tập đông người. Tình hình trật tự an toàn giao thông cũng đã được đảm bảo tốt tại khu vực điểm thi. Bên cạnh đó, các đội tình nguyện tiếp xúc mùa thi cũng có mặt từ rất sớm để hướng dẫn, hỗ trợ các điều kiện đi lại, nước uống cho thí sinh cũng như phối hợp với các lực lượng y tế, công an, hỗ trợ thực hiện công tác đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tôi thấy cái không khí ở đây cũng rất là bình yên và rất là tốt. Bên công an cũng hỗ trợ rất là nhiệt tình, các ban đoàn trường với các phụ huynh thì cũng đưa con em mình cũng giữ trật tự, xe cộ thì vẫn xếp hàng và ngay ngắn, được sự hướng dẫn của công an như theo ý kiến riêng của mình thì thấy rất là tốt. Trải qua rất là nhiều mùa tiếp sức mùa thi rồi ạ, nhưng mà năm nay đoàn xã Đắc Lao kết hợp với lại đoàn xã Thuận An cũng như là với đoàn trường Trần Hưng Đạo thì các bạn trong đội tiếp sức năm nay thì có chuyên nghiệp hơn và thực kết hợp với lại các anh công an thì thấy là năm nay là các bạn thí sinh được hỗ trợ nhiệt tình từ phía ngoài cho tới phía phòng thi thì tụi em rất là tự hào khi là góp một phần công sức nhỏ bé của mình để hỗ trợ tinh thần cho các bạn thí sinh cũng như là hỗ trợ cho người thân. Còn tại điểm thi trường Trung học phổ thông Đắc Minh so với mọi năm, số lượng phụ huynh đợi con, em trong mùa thi năm nay có phần ít hơn so với năm ngoái. Điều đáng ghi nhận là tất cả đều giữ ý thức, giữ gìn an ninh, trật tự. Theo đánh giá, ngày thi đầu tiên tại 3 điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có thí sinh đến trễ giờ thi. Các hội đồng thi, giám khảo thực hiện tốt nhiệm vụ và công tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt. Do đã trải qua kỳ thi thử và có quá trình ôn tập, chuẩn bị chu đáo kiến thức nên phần lớn các thí sinh có tâm lý khá tự tin, thoải mái trước lúc vào phòng thi và có ý thức làm bài thi, chấp hành đúng thời gian, nội quy phòng thi. Dạ, em cũng khá là run và hồi hộp nhưng mà khi hoàn thành xong bài thi thì em cảm thấy khá là ổn và em nghĩ là em làm tốt với đề thi năm nay ạ. Em nghĩ là đề thi năm nay ra khá là chất lượng. Về phần nghị luận văn học thì ra vào tác phẩm đất nước, nhưng mà khá là dài thì yêu cầu các thí sinh phải biết phân bổ thời gian để làm bài hợp lý. Còn về nghị luận xã hội thì khá là mới mẻ, yêu cầu các thí sinh phải tìm được những dẫn chứng mới hoặc là có những quan niệm và cách nhìn mới thì có thể mới có điểm số cao được ạ. Để kỳ thi diễn ra thành công và đạt kết quả tốt nhất, huyện Đắc Minh đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi cả về cơ sở vật chất, kinh phí và các phương án hỗ trợ thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi và tâm lý tự tin, thoải mái cho các em bước vào kỳ thi.